À, các bạn thân mến, là mình có một khẩu hiệu, đó là trước khi sinh hoạt và khi mà kết thúc chương trình thì chúng ta sẽ cùng có một khẩu hiệu, đó là khi mà mình hỏi bất kỳ một câu gì các bạn cùng đáp lại là du lịch Thành Đô. Ví dụ mà Hưởng nói đó là đoàn kết là gì thì các bạn cùng đáp lại là du lịch Thành Đô và giơ tay thật cao. Và sức mạnh là gì? Là du lịch Thành Đô. Và trí tuệ là gì? Du lịch Thành Đô. Và chiến thắng là gì? Đoàn kết, sức mạnh, trí tuệ và chiến thắng nha. Rồi, xin mời. Ok, sẵn sàng chưa? Rồi. Đoàn kết là gì? Du lịch Thành Đô. Sức mạnh là gì? Du lịch Thành Đô. Trí tuệ là gì? Du lịch Thành Đô. Và chiến thắng là gì? Du lịch Thành Đô. Rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều. Trước khi mỗi buổi sinh hoạt thì chúng ta sẽ có những câu khẩu hiệu và kết thúc. Ok, cảm ơn.